xin chào các bạn hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn đó là một cái mẫu mà móng cọp vách uh, hàng uh, bọc đồng mạ và vàng rất là đẹp thì uh, cái mẫu của mình hôm nay đó là mẫu bọc hồ này đó, thì bên mình cũng có ba bốn mẫu bọc uh, đồng mạ và vàng nhé thì ví dụ như các bạn uh, không thích mẫu này các bạn có thể đổi sang mẫu khác cũng được thì cái mẫu trên này bên mình có hai dòng móng đó là mẫu dòng móng thường và mẫu dòng móng huyền đề thì ví dụ như các bạn mà không muốn mẫu bọc mẫu móng thường ấy, thì các bạn có thể đổi sang mẫu móng huyền đề cũng được đó, thì hàng bên mình cũng đã mạ vàng rồi. Thì về các bạn đeo nó khoảng tầm độ 10 đến 12 tháng thì các bạn có thể đem đi mạ lại một lần. Đó thì bên mình còn có cả bán kèm theo dây nữa. Thì bên mình có dòng dây da và dòng dây lông đuôi voi giả nhé Thì cũng rất là đẹp. Đây. Thì bên mình cũng có nhận ra công bằng bạc theo các mẫu như, như trên hình. Thì ví dụ như các bạn mà không muốn bọc mẫu mạ vàng thì các bạn có thể bọc bạc cũng được. Đó thì ví dụ như các bạn mà có muốn bọc mẫu nào cũng được thì các bạn có thể search trên Google ấy. trên Google có khá là nhiều mẫu thì các bạn có thể inbox qua thì mình cũng sẽ nhận ra công theo yêu cầu của từng khách hàng đó thì vì các bạn có xem xong các bạn có thắc mắc gì các bạn inbox trực tiếp mình cũng sẽ tư vấn cho các bạn nó sẽ dễ hơn rất là nhiều cảm ơn các bạn đã xem hết video clip của mình